bây giờ đến giặt, gán giặt là cái này lên lội ra, chứ ở trong tàu có một mình cũng ớn. Linh mến chào quý cô chú anh chị. Thì hôm nay tới cử đi thăm 12 cơ ngục. Thì mấy bữa nay là quất hai cây mưa lớn lắm, cây mưa cây mưa chướng của anh chị. Thì cô bác anh chị đã biết cây mưa chướng này nó lớn cỡ nào rồi, nó lên có thể là hai cây này có thể là 1,5 tấc hai tấc nước á. Mong rằng là 12 cơ ngục của Linh nó không có ngập đú nha. Nếu mà nó ngập á, là lương với cá á, là nó sẽ ngủm hết. Mong rằng là nó đừng có ngập nha. Và mong rằng hai cái mưa lớn này là lương có thể chạy mạnh, mà lương bự nữa các anh chị. Linh phái lương bự à. Vì lương bự nó có tiền á các anh chị. Rồi giờ Linh mời các anh chị theo chân Linh đi thăm 12 của ngục của Linh nha. Cái này ngập rồi. Ôi ôi, có cá chết luôn. Xong rồi. Nhưng mà cái này là lương có thể là nó thở được nha. Ôi, ôi, nước lên là ghê ta. Bữa đó Linh làm cao lắm. Được một con, chà bá nện luôn. Linh tháo ra cho anh em xem. Hay là lương nó còn sống. Chủ yếu là lương rồi nè. Tới cái thứ hai là phải có thôi chứ. Ui, mũi nó cắn thiệt. Đâu rồi nè. Trời ơi, cho nó. Nó luồn hay quá. Đây, vàng mắt đá anh em. Hết biết rồi. Sao nó vô của mình nó không biết. Rồi, giờ để lên bắt ra nha. Mũi gì nó chơi nó cắn lưng không à. Còn đầu tiên. Ngon hơn em. Bữa nay Linh hiến. Bữa nay Linh hiến tế cho ba mũi. Trời ơi. Nãy giờ cái đầu tiên á Linh giặt anh em, Linh giặt lại. Cái nào không chạy Linh giặt lại hết. Coi cái nào dơ Linh giặt luôn. Chắc bữa nay là thăm không rồi nổi. Xuống lụm gạo mày nè. Xuống. Nó không chịu xuống luôn. Lụm gạo. Đấy. Màu tàu. Rồi để lên cộng lại cái này nha. Ơi, cái này chạy con đầu anh em, con đầu kia nó không chạy con gì luôn. Rồi cái này ngập luôn, rồi đầu kia ngập luôn rồi. Đấy, cái này có lương nè, nó phùng đầu lên anh em. Cái kia có lương chắc rồi, nó ngủm rồi. Nên nó phù lên nè. À, này không lẽ ốc đội lên. Có hai ngóc nè, phù lên anh em. Cười. Đó luôn mử. Ôi ôi. Rồi lỏng thân rồi anh em ơi. Rồi đây nè. Hết biết chưa. Linh thấy nó phù mà. Trời ơi. Ê,
có cá lóc nữa vậy á. Đây con cá rê, con cá rê nè. Rồi hết biết con lươn rồi, đâu rồi đâu rồi, đâu rồi, hết biết rồi. Ôi ôi đây nè, nè. Ôi nó đã phê lắm nè. Rồi đầu kia nó ngậm mất tiêu luôn rồi. Mình đến bắt gà anh em ơi. Quá mũi. Cái con, cái con cũng được nè. Đọc rồi. Mà điều kiện là phải nó bự như vậy nha. Linh vũ nước đó. Hết, hết biết rồi. Ừ, nó đã gì đâu á. À, cái đầu đâu vậy? Cái đầu nó nhụi đâu, mất tiêu rồi anh em ơi. Đó, nè, nè, cái đầu nè. Đó, đó. Hết biết rồi. Lụm gạo, lụm gạo. Cái đằng kia nó ngập rồi, không biết là. Nếu mà có là rồi rồi. Trời ơi, nó chơi nó cắn lưng không hà. Quên em xếp phèo thiệt tình. Mình gấp đi quá. Cái túi này nó cục quá nha. Ôi cái đồng nó bự. Lụm gạo. Lụm móc ra. Cua đó lẽ lắc lên bắt bỏ bao riêng. Rồi vậy lên cột lại cái này nha. À, ngập nè anh em. Ngập gì là vô phương nha. Thôi 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 thôi, hồi lỗ con rắn. Hồi lỗ con rắn trùng lông thằng kiếm luôn. Đây nè. Bị tử thẳng rồi. Ôi đây con rắn hồ lịch nữa, thằng kia nữa nè. Trời ơi thôi thôi. Rồi rắn này xình nè. Rắn này xình lên đó nè. Ôi rắn hồ lịch nè, con này mới lông thằng kiếm nè. Rắn hai đầu á. Nó còn cứng anh em, không biết là nó còn xài được không. Hết biết rồi. Rồi giờ để Linh bắt ra nha. Linh tạm dựng đây đi. Nó ngập luôn rồi. Ôi con gì? Ôi trời, con lươn hay gì á? Cái con gì đầu bự dưới đây? Ôi trời, con lươn 1 kg rồi anh em ơi. Đây nè. Hết biết cái đầu rồi, vậy nó còn sống đi. Ôi trời nè, nó tính đời rồi. Ừ, uống vậy. Ôi trời, hết biết rồi. Ôi trời, sao nó còn thở được mà anh em. Đây nè. Anh em ơi, anh em ơi. Trời ơi, tiền, tiền. Tiền của Linh. Ê, ê, còn sống. Gái còn sống, gái còn sống đi. Ôi rồi.
Thôi biết rồi. Trời ơi, đâu rồi? Mà nhúc nhích người ta coi. Mà nhúc nhích coi. Trời ơi, sao nó im ru hả? Rồi, để Linh bắt ra nha. Sao nó cũng không giống chích luôn anh em ơi. Rồi luôn rồi. Chỉnh cái tụng chứ. Không có ai chỉnh anh em. Chứ nó ngã không à. Sợ lương nó ra. Sao nó còn giống chích còn thở được mà. Biết anh em ơi nè, hết biết lương thiệt, hết biết thiệt. À, lại thấy nó nằm một đống. Sao có tụng nó khoái nhã quá. Ôi mũi. Nên thở cái mũi nó vô họng lên luôn rồi. Trời ơi, nó không còn nhúc nhích luôn rồi. Ê, còn méo đâu, còn méo đâu, còn méo đâu. Rồi. Con lương nó có hai lỗ tai. Để Linh về Linh soạn lại cho cô anh chị xem nha. Thôi giờ để Linh cột lại anh em. Sao đây? Rồi không có con nào luôn. Người ta đầu đẳng lương cho bá luôn, lần này không có ta. Vô gắt rồi. Rồi mấy góc này nè. Không có gách sao mà không có nào. Trời ơi, trời ơi, cái lỗ nè anh em, hết biết cái lỗ rồi. Trời ơi, sao con có sạch này nó ra không được nè. Trời ơi, cái lỗ ông nội ơi nè, con trăng còn ra được nữa, đừng nói gắn lương. Rồi, thôi để Linh giá lại nha. Ôi, cái này đã ngập luôn rồi. Hên. Còn lo một miếng. Con gì? Đâu rồi? Con gì á? Ủa đâu rồi? Ủa? Đâu rồi? Con gì nó giải mà ta? Trời ơi con lương. Vô. Có lương. Này nè anh em. Đâu rồi? Nó tao thua rồi anh em ơi. Có con điên điển nè. Con này quý hiếm lắm nè, con này nè. Con này gần 2 triệu một ký đó anh em. Đây lương đây. Nè. Đó con lương đó. Hèn chi Linh nghe nó giải mà không có thấy nó. Thì hết biết con lương không? Đó. Rồi giờ để Linh bắt ra nha.
Giờ Linh cái cảnh bắt gà này Linh không có quay nha. Đây có đầu này coi sao. Ngập luôn rồi. Đây đang cũng ngập, đầu này cũng ngập luôn. Rồi luôn rồi. Ngẫm ngẫm rồi anh em ơi nè. Cá nó ngẫm hết trơn rồi. Khui. Khui. Thấy gì ta. Trời ơi luôn. Trời ơi luôn đi. Lương nó chết, trời ơi gắn bành ký luôn kìa. Trời ơi nó chết luôn rồi. Trời ơi, khó thấy quá anh em ơi. Rồi để Linh bắt ra nha. Ủ thiệt chứ. Bắt này là người quá lắm. Trời ơi luôn. Lương nó gắn nó chết. Ủ thiệt chứ. Này, đây lương nè. Lương gắn này nè. Đó. Như có gắn con nữa. Gắn mẹ nó đẻ gắn con. Ngủ hết trơn. Ngủ hết trơn luôn. Chết ghê thiệt. Con rắn nó bự nè. Rắn này có con nè. Sình nè. Thôi. Ôi, con lương nó cũng sình luôn nè. Đây nó sình nè anh em. Con này bắt được hơi khô. Ây da, ây da. Tưởng con cua nó còn à. Tưởng con cua nó ngấm luôn rồi, giục này luôn mày. Trời ơi. Anh em coi nè. Ôi mẹ nó đẻ ra nè. Nó không súng con nè. Ôi ba cũng con luôn nè. Nè. Ngẫm hết trơn luôn rồi. Ôi ôi tôi nghe thiệt chứ. Rồi để lên đặt lại nha. Quá cái này nó không ngập. Nãy giờ ngập nhiều quá. Ôi trời nó dướng dây nữa. Quá trời mũi anh em ơi. Ui. Ôi ơi cái sặc không à. Sao kỳ dữ ấy. Kia kìa. Coi sao. Kia cái con gì khủng khủng không. Rồi dữ nữa rồi. Anh em ơi, còn hơn không có. Rồi giờ để Linh bắt ra nha. Cái này Linh không có quay lúc bắt nha. Trời
cua. Chưa từng thấy cua rồi anh em ơi. Nản rồi. Thôi. Ủa sao nãy gái rồi? Sức rồi. Đó luôn bự luôn bự. Lụm em lụm em. Lụm gạo lụm gạo. Đây nè anh em ơi, nè nè. Đó đó đó. Đó. Đâu rồi đâu rồi? Đó anh em nè. Hai con. Bự nhỏ. Rồi, giờ đi lên bắt ra nha. Lụm em nè em ơi. Quá mừng anh em ơi. Ghét là ba mà hai con ngực dơ. Tâm này giặt luôn á nè. Hai vợ chồng nó linh lụm luôn rồi. Hai vợ chồng đó à. Vậy mới dễ thấy hơn nè. Đó anh em nè. Đó anh em nghe nó chép không? Đó nó rộng đó. Đó. Nó đã không? Đó, chúc mừng Linh nha. Trời ơi, đã anh em ơi, vô rồi, vô bánh này. Hai con. Con đầu kia không biết sao à. Này giờ tao bơm ruộng rồi anh em ơi, tao bơm nước ra tao thả lúa nè. Cái này nó bị khô rồi, rồi luôn rồi. Trời ơi cua. Thôi, một chỗ này không có 2 ký cua có luôn á. 2 ký Linh nó còn ít đó nha. 2 ký là nó ít đó. Đây một đống này là cả 1 ký rồi nè. Trời ơi đó, có lươn không nè. Trời ơi hết biết cua rồi, hết biết rồi. Hai ký cua, cái này nó Linh nói 2 ký là còn ít á. Đầu kia nữa kìa. Chà cái này không biết sao ta, chắc dời quá. Linh lỡ rồi, Linh để luôn cái này luôn. Mưa rồi nè, đang mưa nè. Anh em nào ăn cua không, Linh cho nè. Gán để cái nữa đây, nhiều khi cá lóc á anh em, thì người ta bơm ruộng bên đó đó, nhiều khi nó nhảy vô đây nó đi rồi Linh lụm đó. Một là Linh lụm, hai là người ta lụm Linh, hai cái đó đó. Để có một cái xe chạy gì nghe ghê ta.
tới công chuyện thiệt chứ. Một đầu 2 ký cua. Không ra luôn. Có nhiều quá anh em ơi, cản lại. Banh miệng banh chạm luôn nè. Còn là cua càng cần không? Cái cua gấp thôn nè. Thật biết. Hết biết rồi. Linh lời rồi, lời cua. Lụm gạo, lụm gạo. Linh đặt cái này lại luôn, Linh đón cá lóc. Một một Linh ăn hai người ta. Hai cái đó đó. Rồi, Linh cột lại cái này nha. Linh là đặng đổ cái đầu kia cua. Nó cũng cái gì nè. Bây giờ sao? Bỏ đó chung cái này mày. Chạm nó ngã rồi cái. Trời ơi cua, thôi thôi. Không thua dễ đắng. Ôi con rắn. Con rắn nó bị sình luôn rồi. Con cua nó chạy xuống anh em ơi. Nè. Đây nè anh em. Hết biết rồi. Đây nữa nè. Ui. Ôi hết cua. Ôi hết cua. Ôi con còn lóc nữa. Đó cua càng kình anh em ơi. Cua càng kình không à. Rồi, giờ đây lên đổ ra nha. Lụm gạo anh em ơi. Ê, có con gì? Ở trong hốc. Con rắn nữa vậy. Ôi, nó làm lên mấy lỗ luôn rồi. Linh nói rồi, cái này là không thua vậy đắng. 2 ký cua nữa nha anh em, 2 ký cua nữa. Vậy là cái giớn này, cái 12 cái ngục này là 4 ký cua. Anh biết rồi, anh biết rồi anh em ơi. Ơi con ếch. Con ếch. Nãy nó nhảy nhảy là con ếch. Con ếch. Tụm móc rồi bớt. Gắn chặt sình ra luôn. Xong rồi giá cái giớn là 12 cái ngục này lại. Bắt cá lóc. Không lẽ khô này mà còn chạy lương nữa. Ơ à, còn chạy cua nữa sao? Đó anh em. Ồ
con bắt cá lóc luôn. Ốc quá trời ốc rồi. Thì nó vượt lẹ lắm á nè, còn mỡ thì nó ra chậm lắm. Thôi bữa nay Linh lời cua rồi. Ôi ôi, xách không nổi luôn. Xách không nổi luôn em, xách không nổi luôn. Một bị cua, một cái một bị cua. Anh biết rồi. Đây. Đây. Lên giá rồi lên đặt lại cái này nha. Mưa lớn tới luôn rồi. Mưa lớn luôn rồi anh em ơi, mưa quá lớn rồi. Bởi con tàm tơi gầm ghê quá. Không có con gì luôn. Chị ta, cái này quá dơ rồi. Nhưng mà coi nó có lủng không. Ra mà không có được. Rồi xin lời đắng anh em ơi. Cầu mong có đắng thôi chứ sao giờ. Mưa lớn này không biết sao đây nè. Về ha, đi thăm tiếp anh em ơi. Còn 9 cái nữa. Qua đây. Không sợ cái kia nó ngập thôi. Ngập là chết ổn. Rồi. Không có con nào luôn. Ôi sao mà không biết nó có gắt không mà cười ta. Cái này quá dơ rồi. Thôi giờ để Linh giặt cái này nha. Còn đi nói chung là giờ không biết là có nên đi nữa hay không nè. Mình hình giờ, giờ không biết là có nên đi nữa hay không. Còn 9 cái nữa nè. Này quá rồi. Mưa càng ngày càng lớn anh em ơi. Bây giờ đến gán giặt lại cái này Linh lội ra, chứ ở trong tàm có một mình cũng ớn. Linh lội tỉnh tạnh mưa rồi đi tiếp nè anh em. Nó nhập hết trơn rồi. Gán đi anh em ơi. Giờ lên chứ không là lần sau nữa là nó chết trơn. Hui. Có gì dùng xương không à? Để đi. Để đắng coi sao.
thà tối anh em, thà đi thăm thăm tối, nhưng mà tại sao mình có ăn. Cái này nó còn thở được nè. Ôi ôi con rắn. Ôi ôi con cá rô. Hết biết con cá rô rồi. Con rắn một lông thì kiếm bến kìa. Đó. Thế nè. Hết biết con rắn một lịch không. Ôi ôi nó bự. Rồi để lên bắt ra nha. Biết được rồi mày. Đây. Rô mè với gắn nè. Hết biết gắn không? Rồi nó đã anh em ơi coi nè. Nó đã vậy đâu. Gắn đi thăm luôn. Hay được nhiều hay nhiều anh em. Chấp nhận tối luôn. Lát lại đắng dời cái đầu kia lên nữa. Ôi nó dướng một lùm ta rồi. Đổ mấy con cá sặc cho bớt cái. Sặc cái rô nhỏ nhỏ nè. Ôi sống rủ ra nè. Hết biết anh em ơi nè. Nó chưa ra thì bắt mấy con bự ra trước. Đó. Đổ nó gì nè cho nó lẻ. Con nó gô khỏi nói cái gô luôn nè. Hết biết không? Quay vô lẻ. Bắt gắn, để bắt gắn qua vô nha. Hơn quá, cái này nó còn lú như nè. Cái kia không thấy rồi, cái kia chìm rồi. Ui. Trời, cua. Cua nhóc. Rồi để nó lắc lên lại chúng ta. Rồi cột lại, cao lên nữa. Phòng thi nước ngập. Dưới anh em ơi. Ôi con gì nó chết nè, xịn nè. Ôi nó bự. Ôi con rắn nó bự. Hai con luôn. Hai con rắn lông bằng kim luôn. Ôi con lươn luôn. Ôi nè anh em ơi. Con rắn trung nè, con lươn nè nha. Con rắn lực nè. Bự lông thần kiếm luôn nè. Trời ơi sao mà nó không thở được ta. Xịn trơn rồi. Uổng thiệt cái này chứ. Hết biết rồi. Trời ơi uổng. Tức thiệt chứ. Rồi để lên xử lý lại nha. Mình nói đầu này không ngọc. Đầu kia lé đé rồi. Trời mưa nó thôi.
luôn. Không có con nào. Đây này các anh em ơi. Lương thở được nha. Trời ơi con lương nó bự nó chết. Vắng. Ôi ơi ba con lương. Ủa sao nó thở được mà kỳ ta. Ôi rồi sao mà chết được ta lương. Cái này nó thở được mà ta kỳ ta. Con này anh em ơi, ba con lương cô gắng ổn thiệt. Ôi lương bự nè. Nó còn cứng cái này mày, có thể ăn được. Con rắn này có thể ăn được. Con lương này có thể ăn được luôn. Ôi thiệt tình chứ. Rồi, để Linh đặt lại nha. Mưa nữa rồi quý vị ơi. Nó thui đó. Trời ơi, rồi luôn rồi. Giật cái thùng lên anh em. Giật luôn. Thấy con gì luôn. Gắn gắn trung à. Gắn hù lít. Nó đi, nó ngủm rồi. Lên kia cái. Tới nữa rồi. Xong cái này về luôn anh em ơi. Còn nhiều kệ nữa. Ủa cái này nó ngập cái tiêu luôn à. Này cái lương chắc nó ngụm hết quá. Nhìn quá không có. Rồi. Để lên rửa lại hai cái này rồi về luôn anh em ơi. Tối rồi. Rồi Linh đã về tới nhà thì bữa nay là cũng là tối tiếp tục tối. Đây là một số lương rắn là nó bị ngủm nè anh em, còn nữa đó Linh đã giục bớt rồi đó, còn nữa nha anh em, ngập hết trơn. Còn đây một cái 12 cái ngục 4 kg cua chắc luôn, không nói gì anh em. Hết biết thiệt chứ nè. Coi cua nè. Hết biết thiệt chứ. Ôi dồi, hên là nó vô nó không có kẹp. Nó mà mỗi con là kẹp lỗ thôi là cái 12 cái cua ngục của Linh là nó nhừ luôn nha. Nó nhừ luôn chứ không có nói gì hết trơn. Đó. Còn đây là một rắn đây. Một rắn còn sống nè. Như cái rô mề nãy Linh bỏ trong này luôn rồi nè. Đây một rắn còn sống. Còn đây số lượng tới số lượng nè. Đây nè anh em. Tại Linh nãy quên mở cái này ra nữa. Mở cái này ra cho dễ coi. Linh để cái máy vô. Đó. Đây con ếch gì nè. Nó có thui rồi. Đây đừng ếch nè. Đó nó có con này nè. Khủng hoảng nè. Hết biết chưa? Hết biết anh em ơi. Phải lên mở cái này ra cho dễ coi thì mình chứ. Quên. Rồi, đó, vậy có nói dễ không? Đây con đầu độc nè. Đó.
Này, cái lỗ tai nó anh em, hai cái lỗ tai nó lên nối nè. Đấy con này không ta? Con này hay con này vậy? Nè nó có hai cái lỗ tai hai bên nè. Ừ. Nó nè nè, nè. Đó. Đó. Nè hai bên vậy đó, hai bên luôn anh em. Cả hai bên luôn á. Nè. Tai này nó không phùng ghê nè, nè rõ ràng nè. Ừ. Con này có nữa nè, con này cũng có nữa vậy. Ừ nè nè. Đấy, con này thấy gành gành hơn nữa nè. Nó. Trơn quá anh em ơi nè, nó. Ừ. Thọt lên thọt tay vô luôn nè. Trơn quá. Ừ này thất thù anh em ơi. Được hai con lươn nái. Đây con nữa nè. Con này nhỏ hơn hàng đó. Cái số lươn này nữa. Rồi này thất thù. Cái con này nó yếu nè. Con này không biết là nó còn sống không. À nó còn nhúc nhích. Nhưng mà nó yếu anh em ơi. Rồi. Thất thu. Thất thu mà trúng cua nha anh em. Trúng cua. Biết gì chứ. Rồi, giờ Linh kết thúc video đây luôn. Cô bác anh chị ơi. Linh cũng tranh thủ lên tắm. Rồi nó tá lạ luôn rồi. Ừ. Thử tắm mình lạnh quá rồi. Linh bị hai cây mưa, dầm mưa luôn. À, cô bác chị lại video sau.